Mày toát ra cái mùi rất là ngon miệng, tao chỉ muốn cắn mày thôi. Đó là lời khen mà mình nhận được khi mà mình sử dụng chai này. Angel's Share by Killian. Man, thực sự là cái lời khen này kiểu mình rất là tâm đắc ấy. Chữ K này, chữ K là của Killian. Xung quanh hộp đen đen. Chỗ này là eau de parfum 50 ml. Các bạn chuẩn bị nhá. Dù còn ở đây nữa. Mở cái này ra. Các bạn chuẩn bị nhá. À, bên này nữa. Đậu xanh. Các bạn chuẩn bị nhá. Đẹp vai đấy. Các bạn thấy này không? Đẹp không? Đẹp vai. Trời ơi. Các bạn biết giống cái gì không? Nó giống như kiểu là một cái chai whisky ấy. Đéo không, đéo không, đéo không. Cực của nó mới ngửi cái nắp chai thôi mà mình đã lứng rồi ấy. Lứng ngoái. Trời. Đấy, nếu mà nước hoa mà các bạn bấm mà nó không ra ấy, nghĩa là nước hoa mới, tại vì bên trong cái đường dây ấy, nó toàn không khí thôi nên là bấm mấy lần thì nó mới ra. Đây là nước hoa mới. Hương đầu tiên các bạn sẽ nhận được là hương rượu cognac. Đây là tờ giấy thử mà mình xịt ở tiệm. Sau khi mà hương đầu bay rồi ấy, thì các bạn sẽ nhận được đó chính là cây quế, mùi quế, thôn cabin, cây sồi, vanilla, gỗ sandalwood. Nó rất là ấm, kiểu tinh xảo, rất là quyến rũ. Một khi đã ngửi sẽ chỉ muốn ngửi đi lại thôi. Và mình somehow mình cảm nhận được là trong này có mùi bánh nữa. Sô cô la, creamy, caramel. Kiểu thật sự các bạn sẽ rất 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 muốn liên tưởng, các bạn liên tưởng đến một loại bánh ngọt sô cô la ở đấy. Chỉ muốn cắn thôi. Kiểu kiểu nó bị kiểu bị ngon ấy. Mà nó blend kiểu nó rất là mượt. Cực kỳ mượt luôn. Thậm chí là nếu như mình không nói các bạn, mình nghĩ là mình không nói các bạn trong này có rượu cognac thì các bạn sẽ không biết được là trong này có rượu cognac đâu. Nhưng mà rượu cognac nó chỉ mạnh được được cái hương đầu, mình nghĩ là khoảng 15 đến nửa tiếng đầu thì nó sẽ mạnh thôi. Còn lại nó sẽ tiến hóa thành các mùi như mình nói. Nhưng mà đây là chai unisex nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ hơi nghiêng về Vạn Đông một tí, tại vì nó có nhiều cái mùi như quế với cả cái mùi gỗ ở phần hương cuối. Nhưng mà các bạn nữ dùng cũng được nha, cũng được nha, hơi bị ngon. Cảm giác cầm thì rất là chắc tay như một cốc uống rượu vậy. Cái nắp này cạch cạch cũng chắc chắn tại vì nó ngọt nên là nó sẽ thích hợp dùng cho mùa đông và mùa thu, tối mùa hè. Nếu như mà mùa hè tối mùa hè mà nó lạnh thì cũng có thể dùng. Tổng kết, khi mà các bạn mua chai này thì các bạn nhận được đầu tiên hương đầu sẽ là rượu cognac, hương thứ hai sẽ là quế thôn cabin và mùi sồi, hương cuối
sẽ là vanilla, sandalwood và praline là một loại bánh bánh ngọt của Pháp, Mỹ, cả Bỉ. Đó, ba cái đấy thì bạn nhận được. Tất cả ba cái đấy trộn lại một cách rất 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 mượt mà sẽ được cái này. Siêu phẩm. Angel's Share by Killian. Độ tỏa hương và độ lưu hương thì mình chưa test, nhưng mà mình sẽ có thể mình sẽ làm video khác, tại vì mình mới unbox gì, đây chỉ là một cái preview ở nước đầu tiên mình về chai này thôi. 9,5 trên 10. Đỉnh cao.